quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Nano. Ngày hôm nay mình thì mình sẽ trên tay cho các bạn xem tờ tiền polymer 500.000 nhé. Mình sẽ nói qua một chút về lịch sử của tờ tiền này. Thì tờ tiền 500.000 đồng được giới thiệu lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 12 năm 2003. Và đặc điểm của nó là làm một chất liệu polymer. Thì polymer là một chất liệu chống làm tiền giả, rất là khó làm tiền giả, có độ bền cao và nó bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng. Tờ tiền này có những điểm rất là thú vị mà mình mới phát hiện được. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng soi, chúng ta sẽ cùng xem ở đây có cái gì ở đây. Dưới dòng chữ 500.000 là cái gì ở dưới này? Ở dưới này dòng chữ nhỏ ở dưới này, dòng chữ nhỏ ở dưới này, ở đây, ở đây, đường cong uốn lượn dưới 500.000 ở đây, ở đây, và cuối cùng là ở đây. Rồi ok, chúng ta cùng bắt đầu. Đặc điểm đầu tiên mà mình muốn cho các bạn xem đó là dòng chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được viết tắt nằm bên dưới dòng chữ 500.000. Rất là nhiều dòng chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở đây. Đây mình di chuyển cho các bạn xem. Đây cũng là một đặc điểm mà những cái tờ tiền giả khó mà làm giống như vậy được. Dòng chữ này rất là nhỏ. Dòng chữ này được tô màu từ màu xanh dương tới màu đỏ nha các bạn. Đặc điểm tiếp theo mà mình muốn cho các bạn xem đó là dòng chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam in ngang và dọc ở phía trên và phía dưới hình của Bác Hồ. Thì dòng chữ này được in với hai màu là màu xanh lá cây và màu hồng. Đây, đây là dòng chữ dọc. Tiếp theo là dòng chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được in với hai màu là xanh lá cây và màu hồng. Đặc điểm kế tiếp mà mình muốn cho các bạn xem đó là hai dòng chữ 500.000 đồng rất là nhỏ nằm ở phía dưới dòng chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và phía dưới chân dung của Bác Hồ. 500.000 đồng rất là nhỏ, mắt thường rất là khó để phát hiện để thấy được cái dòng chữ này các bạn. Thì dòng chữ này được in trên màu tím nhé các bạn. Dòng chữ này là màu tím. Hai dòng chữ khi nãy là in bằng màu xanh lá cây và màu hồng. Thì dòng chữ này được in bằng màu tím. $500.000. Ok, tiếp theo chúng ta có đây dòng chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rất là nhỏ, được in bằng màu hồng và màu tím nhé các bạn. Thì dòng chữ này nằm ở giữa tờ tiền luôn, nằm ở ngay giữa tờ tiền luôn. Đây là dòng chữ dọc. Đây là dòng chữ ngang. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được viết tắt. Tiếp theo chúng ta có đây là dòng chữ Việt Nam được in chìm ở phía dưới số 500.000 các bạn. Dòng chữ Việt Nam. Rất là nhiều chữ Việt Nam được viết tắt.
Còn đây là dòng chữ 500.000 được vẽ uốn lượn nằm ở phía dưới dòng chữ 500.000 lớn nhé các bạn. Dòng chữ 500.000 rất là nhỏ, được vẽ uốn lượn. Thì dòng chữ này có màu chuyển từ màu hồng sang màu tím. Dòng chữ được vẽ uốn lượn. Đặc điểm cuối cùng mà mình muốn cho các bạn xem đó là phần dành cho người khiếm thị. Tức là ở đây chúng ta có 3 ô hình vuông và một đường hình chữ nhật rất là dài. Đây. Thì phần này là phần dành cho người khiếm thị. Thì người khiếm thị họ sẽ rờ vào tờ tiền ở vị trí này để nhận biết đâu là tiền thật, đâu là tiền giả. Thì ở vị trí này chúng ta cũng nhận thấy rằng tờ tiền được in rất là nhiều chữ ngân hàng Việt Nam, màu vàng và màu xanh lá cây nhé. Ok, vậy là xong. Vậy là mình nên trình tay cho các bạn xem những đặc điểm, những điểm bí ẩn của tờ tiền mà mình phát hiện được. Nếu các bạn nào thấy tờ tiền này có những điều gì mới lạ, các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm một cái clip khác cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nhớ like và subscribe để đăng ký kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.